Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em là chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ mới nha anh em. Thì anh em nào ở Sài Gòn thì ghé trực tiếp của shop em ở địa chỉ 178/2 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, hai số điện thoại của bên em là 0818 60 60 60 và 0902 060 151 nha anh em. Anh em nào ở xa thì bên em có nhận ship COD toàn quốc, nhận hàng tại nhà. Đó, anh em cọc trước cho em vài trăm để em ship, rồi sau đó anh em kiểm tra hàng, đúng hàng thì anh em mới thanh toán nha. Thì cũng như thường lệ đầu clip thì em lên cho anh em những con máy giá rẻ em thanh lý. Bữa nay em về cũng rất là nhiều dòng. Rồi, cây đầu tiên là em thanh lý con này. Đây là con Samsung Note 20 bản quốc tế Mỹ nha anh em. Con này em bán với giá chỉ có 4.450.000 thôi nha. Đây, ngoại hình của nó đây. Sườn thì nó có cấn nhẹ. Sườn có cấn nha. Đó, sườn cấn trầy. Nói chung con máy này thì thuộc dạng là máy xấu nha anh em. Lưng cũng có trầy nhiều luôn. Đó, thì quan trọng nhất là cái camera nó không bị xước nha. Chụp hình rất là đẹp. Đây, lưng trầy nhiều. Sườn phải cấn. Và màn hình thì nó cũng có trầy xước luôn nha anh em. Đây, màn hình nó có trầy xước nè. Nó cái này là chủ cũ người ta xài trần không có bảo vệ cho nên nó trầy rất là nhiều. Nói chung con máy này là máy xấu. Được cái là nó không có bể nha anh em. Không bị nứt, không bị bể gì hết. Chỉ có trầy xước và phải cấn thôi. Máy zin 100% nguyên áp suất luôn. Màn hình thì đẹp long lanh, không ám, không ố nha. Đó, tổng thể thì con máy này rất là ok về chức năng. Đó, màn hình rất đẹp. Nó chỉ xấu về cái ngoại hình thôi nha. Rồi, em review chi tiết con này. Thì đây là con Note 20 5G bản Mỹ. Anh em xài được hai SIM nha. Một SIM vật lý và một eSIM. Chạy con chip Snapdragon 865. Pin con này là 4300mAh. Đồng thời thì có cái bút S Pen tiện dụng nha anh em. Đó. Nói chung là con này khá là hoàn hảo luôn. Hai SIM, chip mạnh. Giá thì khá ok luôn. 4450. Con này thì em thu khách cho nên mới có được giá tốt. Thì em lên đây em bán nhanh đầu clip cho anh em. Đây, áp suất này. Nhảy là mầm luôn. Đây, camera. Nói chung là đầy đủ hết tất cả các chức năng nha anh em. Thì em bán thanh lý giá tốt. Nhưng mà bên em vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng giống như là máy bình thường nha. Đó, bảo hành 3 tháng phần cứng cả lẫn phần mềm. Riêng cái phần màn hình thì em bao cho anh em test trong vòng 7 ngày nha. Sau 7 ngày thì em không có bảo hành phần màn hình nữa. Thì em sẽ tiến hành bảo hành chức năng cho anh em nếu như là có lỗi. Rồi, cây đầu tiên Note 20. Cây thứ hai là con Samsung Galaxy Z Fold 3 bản chính hãng Việt Nam. Bộ nhớ 512GB, siêu khủng luôn. Con này màu đen. Đó, con này cũng là nguyên zin 100%. Em bán với giá chỉ có 13.500.000 thôi nha anh em. Đó, đây là hàng chính hãng Việt Nam. Rồi, đây là ngoại hình. Sườn thì em đã soi, không có bị cấn mớp. Nó chỉ bị xấu thôi nha anh em. Đây, sườn nhâm, chóc sơn nhiều. Nói chung là sườn nhâm xấu. Không có bị cấn mớp gì nặng nha. Đó, đây là tổng thể về cái ngoại hình. Và cái quan trọng nhất là cái màn hình. Màn ngoài đẹp, không bị trầy xước nha. Cũng không bị ám ố luôn. Nói chung màn ngoài là đẹp ok hết nha. Đó, không bị lưu ảnh, không bị ám ố luôn. Rồi, tiếp theo đó là màn trong. Màn trong đẹp luôn, không có trầy xước gì hết nha anh em. Nói chung là cái màn trong và màn ngoài là hoàn hảo. Cái này là cái bụi nha, em mới làm. Tiếp theo là cái phần hiển thị. Đây, hiển thị ok luôn nha. Nói chung là cái màn trong, màn ngoài không một cái lỗi nhỏ nào. Con này chỉ có xấu về ngoại hình thôi. Cũng không cấn mớp gì nặng nha anh em. Thì đây là hàng chính hãng Việt Nam, anh em xài được hai SIM vật lý nha. Gắn cả hai SIM vào sử dụng rất là tiện lợi. Pin con này thì là 4400. Đó, hai SIM, RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB, siêu khủng luôn. Con này chạy con chip là Snapdragon 888 nha anh em, cũng rất là mạnh mẽ luôn. Đây, màn hình thì 120Hz, rất là mượt mà. Con này đúng chất là anh em trải nghiệm siêu phẩm nha. Màn rất là đẹp luôn. Con này thì anh em đầu tư thêm một cái bao da nữa là chiến đấu thôi. Ngoại hình xấu nha anh em. Đó, ngoại hình xấu. Không bị cấn mớp gì nặng. Màn ngoài, màn trong đẹp nét,
không bị bất kỳ một cái lỗi gì hết nha. Gập ra thẳng tắp luôn anh em, đấy, không có bị lệch cái gáy nha. Rồi, con này chỉ có vậy thôi. Anh em chữa cháy là siêu đỉnh luôn, rẻ hơn bản 256GB luôn anh em. Giá 13.500.000 nha. Em cũng bảo hành cho anh em 3 tháng, phần cứng và phần mềm. Riêng cái màn hình thì em bao cho anh em là 7 ngày để test nha. Em nói rất là chi tiết, rất rõ trong clip về chính sách bảo hành của bên em nha. Rồi, cây thứ hai. Cây thứ ba, con này em cũng thu khách lên đời máy bên em. Em bán giá tốt luôn. Đây là con Samsung S22 Ultra. Cũng hàng chính hãng Việt Nam luôn. Hai SIM, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Con này em bán đồng giá với 128GB em đang bán. Chỉ có 14 triệu thôi nha anh em. 14 triệu. Rồi, em đi sâu vào cái ngoại hình. Đây, lưng thì nó có hơi trầy xíu chỗ này. Sườn. Đây, sườn ngay mép này nó có bị cấn nha. Đây, cấn gốc. Một góc. Tiếp theo là góc thứ hai. Góc này nó cũng có bị cấn luôn nha anh em. Đó, cấn hai góc. Thì sườn dưới nó hơi trầy. Rồi, góc thứ ba cũng bị cấn luôn nha. Cấn ba góc. Rồi, con này thì tóm lại là nó bị cấn ba góc, một góc, hai góc, ba góc. Không có bị nứt hay là vỡ gì hết nha anh em. Vẫn tiêu chí là nguyên zin 100%. Màn hình đẹp, không có bị trầy xước luôn. Rồi, tiếp theo đây là RAM 12GB. Bộ nhớ là 256GB. Con S22 Ultra này thì chạy con chip là Snap 8 Gen 1 nha anh em. Anh em gắn cả hai SIM vào sử dụng rất là tiện lợi, hàng chính hãng Việt Nam. Pin dung lượng cao 5000mAh. Anh em xài thoải mái một ngày luôn nha, cụm camera siêu đẹp. Đó. Zoom xa là 100x nha. Rất là đỉnh luôn, dòng này em bán rất là chạy luôn. Thì con này ngoại hình tầm chích khoảng 97%, cấn ba góc. Em bán với giá là 14 triệu chẳng nha. 14 triệu chẳng. Màn hình thì Super AMOLED 2K+, tần số quét là 120Hz siêu mượt. Con này rất đáng để sử dụng nha anh em. Thì anh em đầu tư thêm cái ốp 30K nữa là coi như là đẹp như ngọc trinh luôn. Màu trắng nha. Rồi, giá 14. Tiếp theo là em lên một con này. Con này em cũng giao lưu với khách. Con máy này là máy của khách chứ không phải là máy bên em nha. Đây là con LG V60 5G bản quốc tế Mỹ. Ngoại hình thì đẹp 98-99%. Đó, con này em thu khách cho nên giá rẻ hơn máy em đang bán bình thường 300 nha. Con này em bán chỉ có 3 triệu 9 thôi nè. Ngoại hình đẹp 98-99%. Cũng rất là đẹp nha. Đó, rất đẹp luôn. Màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì hết nha anh em. Con này thì RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB, có 5G, chạy con chip Snap 865 nha. Pin 5000, con này có chip âm thanh DC rất là hay luôn. Anh em mê âm nhạc thì múc con này nha, nghe nhạc rất hay. Rồi, 3.900.000. Tiếp theo là con Samsung Note 20 Ultra bản Việt Nam nha anh em, màu đen bóng. Con này tình trạng là đã thay kính lưng sau và sườn nó có phẩy nhẹ. Đó. Con này em bán với giá là 7.300.000. Màn hình thì nó có bị hở sáng xíu ở cái viền cam, nói chung không đáng kể, không phải lưu ảnh nha anh em. Đó, con này anh thanh lý với giá là 7.300.000. Con này là bản chính hãng Việt Nam 4G, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Hai SIM vật lý. Pin con này thì 4400mAh. Cụm camera zoom xa là 50x nha anh em. Đó, dòng này là dòng cuối của dòng Note rồi. 7.300.000. Khá là ok luôn nha, màn 120Hz luôn. Bảo hành 3 tháng anh em yên tâm sử dụng. Kính lưng sau đã thay rồi nha anh em, thay đẹp. Không có bị nhìn, nói chung không có bị lộ nha, thay rất là đẹp luôn. Thay cái lưng này là lưng zin luôn anh em. Đó. 7.300.000. Tiếp theo là siêu phẩm Samsung Galaxy Z Fold 4, dòng cuối cùng của dòng nắp gập. Dòng cao nhất của nắp gập nha, Fold 4. Đây là bản sách tay Hàn Quốc màu đen. Đó, con này thì nguyên zin 100%. Ngoại hình đẹp 99. Đó, nói chung là rất là nét luôn, không có chê được cái ngoại hình con này.
Thì tình trạng con này là màng nhỏ nó bị lưu ảnh nhẹ nha. Màng nhỏ là màng trước, nó bị lưu ảnh rất nhẹ. Anh em dùng là đúng đỉnh luôn. Nói chung bán thì em phải nói đúng tình trạng, chứ khi mà anh em xài chắc không có thấy được cái lưu này nha. Đó, đó nó lưu chỗ này xíu đây nè. Đó, xíu đây thôi. Trên đây cũng có xíu nữa. Mà trên đây thì không có quay được nha, rất mờ. Rồi, chỉ có nhược điểm xíu thôi. Khi anh em xài thì chắc chắn là không có thấy được cái lưu rồi. Đó, tại vì nó có cái hình nền nó che hết rồi, anh em không có thấy được nha. Rồi, màn trong thì nó hoàn hảo, mọi chức năng ok hết, không bị đám, ám, không bị ố, không bị gì hết nha. Đó, thì bán hàng anh em cũng xài được hai sim. Một sim vật lý và một eSIM. Con này RAM 12, bộ nhớ 256, chạy con chip Snap 8 Gen 1 nha. Đó, anh em trải nghiệm cái dòng nắp gập này thì múc con này là cũng khá là ok nha. Mức giá thì cũng hợp lý rồi. Chỉ có 17.500.000 thôi nè. 17.500.000. Bảo hành cho anh em 3 tháng tuyệt đối yên tâm sử dụng nha. Bên em có ship COD toàn quốc, anh em chỉ cần ở nhà là nhận hàng. Kiểm tra đúng clip em gửi thì anh em thanh toán cho ship thôi. Cọc trước cho em từ 300 cho tới 500 nha. Đó. Màu đen bản hàng. 17.500.000. Tiếp theo là bản chính hãng Việt Nam màu xanh. Đó, con này giá cũng rất là ok nha. Con này máy đẹp 98.5%. Còn bảo hành ca cộng tới tháng 12/2023, hàng chính hãng nha, hai sim. Con này em bán với giá là 20.300.000. Ngoại hình đẹp 98.5%. Nói chung khá đẹp. Sau nãy giờ thì em cũng chưa thấy được cái chỗ xấu nha anh em. Rồi mặt lưng nè, nó chày nhẹ chỗ này xíu. Nó chày nếp xíu chỗ này. Rồi. Tổng thể là ok. Màn đẹp luôn nha. Rồi chỗ này, con này nó xấu duy nhất cái chỗ này. Cái chỗ này là cái nếp nhựa của cái màn nó hơi bị móp vô xíu. Đó, chỗ này nó hơi bị móp chút xíu thôi nha anh em, chứ không ảnh hưởng gì tới cái màn hình nha. Màn hình là tuyệt vời luôn. Không có bị không ảnh hưởng gì tới màn hình nha. Đó, nó bị xíu chỗ này thôi. Đó, móp nhẹ. Bình thường anh em nhìn này chắc không có thấy được đâu. Nhưng mà em quay kỹ để cho anh em xem cho nó trực tiếp cho nó dễ nha. Đó, phải xíu cái mép viền thôi. Còn ngoài ra là ok. Con này thì còn bảo hành ke cộng. Ke cộng là bảo hành rơi vỡ anh em. Tới ngày 29/12/2023. Đó, bảo hành thường thì tới ngày 29/9/2023. Màn rất là đẹp nha. Thì hàng chính hãng Việt Nam nó lợi thế ở chỗ là anh em xài được hai sim. Gắn cả hai sim vào sử dụng luôn. Đây. Gắn cả hai sim vật lý vào xài luôn. Thì cấu hình cũng giống như là bản hàng, chạy con chip là Snap 8 Gen 1. Đó, cũng có 5G. Pin thì cũng vẫn như vậy thôi, 4400mAh. Đó, tần số quét màn hình thì cũng là 120Hz. Rất đẹp. Đây, camera. Nói chung là đầy đủ hết tất cả các chức năng, không một cái lỗi nhỏ nào. Nó chỉ xấu ở ngoài hình một chút xíu ở đây thôi nha anh em. Đó, cái viền này là viền bằng nhựa. Đó, không ảnh hưởng gì tới màn hình nha. Rồi, con này em bán chỉ có 20.300.000 thôi nha. Bảo hành cá nhân của em là 3 tháng. Đó, còn bảo hành chính hãng luôn. Màu xanh nha anh em. Màu xám xanh, rất đẹp. 20.300.000. Tiếp theo là em lên một con máy rất là lạ luôn. Đây là con Xiaomi Mi 13 Lite. Đó, anh em xem cái lưng rất đẹp nha. Thiết kế hầm hố luôn. Con này em bán với giá là 7.200.000. Con này thì cầm nắm rất là mỏng luôn anh em. Mỏng và nhẹ nha. Rất mỏng. Mỏng tanh luôn. Con này có cái lo rất là hay. Rồi mặt trước này. Mặt trước làm y như iPhone 14 Pro Max luôn. Đây. Nói chung con này rất là lạ nha. Màn hình cong AMOLED. Đó. Rất đẹp. Con này em bán chỉ có 7.200.000 thôi. Hàng chính hãng Việt Nam nha anh em. Đây. Mi 13 Lite. Con này thì RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, chạy con chip Snap 7 Gen 1 nha. Đó, RAM 8GB cộng thêm 3GB nữa. Nói chung là RAM tới 11GB, chạy chip Snap 7 Gen 1. Con này thì em test sơ cái camera rồi, rất là đẹp luôn anh em. Đẹp giống như là cái máy em đang quay luôn. Đây, em quay phim thử một cái đoạn nè. iPhone 13 Pro Max 256GB. Cận cảnh là lấy nét, phải nói là siêu đỉnh luôn. Ngoại hình đẹp 98, 99%. Đó,
Em quay thử một đoạn cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp luôn, quay rất là chi tiết nha, rất nhẹ thôi đó, không có bị lệch nào, anh em xài lấy nét cận cảnh rất nhanh luôn. Cái này thì camera rất đỉnh, 300 nha. Đó, anh em. Đó. Rồi con này 7.200.000. LG Velvet bản 128GB quốc tế. Con này ngoại hình đẹp 98%, màn hình rất là dài. Em bán 3 triệu thôi nha anh em. Đó, con này giá này thì khá là ok để anh em trải nghiệm cái âm thanh của con LG nha. Thì thị trường bán con này tầm giá khoảng 3 triệu 3 đến 3 triệu 4. Đó, 3 triệu 2 cũng có, nhưng mà bên em bán chỉ có 3 triệu thôi nha. Hoàn hảo, đẹp, tất cả các chức năng đầy đủ ok hết. Pin con này rất là trâu nha anh em. Thì con này khách quen dùng cho nên em có hỏi rồi. Pin rất trâu. Ok luôn, đầy đủ hết chức năng. Không một cái lỗi nào hết nha. Rồi, anh em trải nghiệm LG. Màn hình dài, độc lạ. Nhắn em luôn, 3 triệu. Tiếp theo là em còn được duy nhất một cây Xiaomi Mi 11 5G. 2 SIM. RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Con này là bản demo của Thế Giới Di Động cho nên nó màn nó hơi ám nha. Ngoại hình thì đẹp 99%. Màn ám nhẹ khi anh em để nền trắng. Nói chung xài cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Anh em chuyển qua nền đen xài là Vivo. Đây, để em chỉnh vô cái nền đen nha. Biết cái nền đen nằm ở đâu rồi, đây. Đó, anh em chuyển qua nền đen là khỏi thấy gì luôn. Con này thì chạy con chip rất là mạnh, Synapse 888 nha. Lo Harman Kardon. Nói chung con này là con flagship của Xiaomi. Lúc mới ra con này chắc cũng khoảng mười mấy triệu chứ không có ít nha anh em. Đó. Rồi, con này còn cây duy nhất em thanh lý 4.300.000 nha. 4.300.000 full box, sạc cắp zin và hộp zin luôn. Màn Super AMOLED siêu mượt. Camera con này thuộc dạng đỉnh luôn nha anh em, rất đẹp nha. Đây. Đó. Rất đẹp luôn nha. Rồi, con này thì 4.300.000. Tiếp theo em thanh lý con này, giá cũng rất là ok. Đây là con iPhone 13 Pro Max 256GB nha. Ngoại hình còn đẹp 98%, sườn nó có phải nhẹ. Con này tình trạng là đã thay màn zin và camera zin nha. Pin rất là trâu luôn, 99%. Đó, em thanh lý con này chỉ có 15.200.000 thôi nha anh em. Hàng quốc tế nha. Đây, ngoại hình 98%, em quay cho anh em xem. Rất là nét luôn, chứ không đến nỗi xấu nha anh em. Đó. Nãy giờ anh em chưa nhìn thấy chỗ xấu đúng không? Đây, nó xấu chỗ này. Đó, nó phẩy nhẹ mép trên của sườn. Đó, mép sườn trên nha. Rồi, nó chỉ nhăm nhẹ mép sườn trên thôi. Nói chung cái này là anh em qua nhìn mà không kỹ là không thấy được cái chỗ phẩy luôn nha. Nhưng mà em bán thì em sẽ quay từng góc cạnh để cho anh em xem. Rồi, ngoài ra là ok hết nha. Tình trạng đây. Hàng chính hãng Việt Nam, quốc tế chuẩn, đã thay màn hình và thay camera. Đó, thay là màn zin và camera bóc máy từ máy khác sang nha, chứ không có đồ lô nha anh em. Pin 99%. Thì khi anh em thay màn nó sẽ bị mất cái chu tông. Đây, chu tông lại này nó thêm một cái móc, một cái cục nữa ở đây, gọi là chu tông. Màn vẫn là màn zin của Apple nha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Face ID đầy đủ, nói chung đầy đủ hết tất cả các chức năng. Nó chỉ hạn chế là không chu tông thôi. 15.200.000 nha anh em. Giá còn rẻ hơn con 12 128GB luôn. Giá nó gần bằng với con 12 Pro Max 256GB. Đó, 15.200.000 anh em chữa cháy là hết bài luôn nha. Bảo hành 3 tháng. Phần cứng lẫn phần mềm, anh em tuyệt đối yên tâm sử dụng. Riêng cái phần màn hình này em sẽ bảo hành màn hình xanh trắng cho anh em trọn đời máy. Đó, chẳng hạn như đang xài mà bị màn hình nguyên xanh, nguyên trắng là cái đó là bị lỗi chung của 13 Pro Max. Em sẽ bảo hành cho anh em luôn trọn đời. Đó, em chỉ từ chối bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc. Đó, sọc và đốm. Thì hai cái vấn đề đó chỉ anh em chỉ có làm rớt hoặc là cấn mớp nó mới bị sọc màn hoặc là bị đốm màn nha. Chứ bình thường anh em xài là rất là khó bị sọc màn và đốm màn. Hoặc là anh em buông máy không cẩn thận thì cũng sẽ bị sọc màn.
Đó là do ngoại lực chứ không phải là do tự nhiên nha. Tự nhiên là màn hình bị xanh trắng. Đó là tự nhiên. Em bao luôn cho anh em. Hiện tại đã có giải pháp cho nên anh em yên tâm sử dụng con này. Màn hình 120Hz siêu mượt, pin con này phải nói là siêu trâu luôn. Cụm camera rất là nét. Chỉ có 15 triệu 200, 12, 13 rồi mắc 256GB nha anh em. Rồi, tiếp theo là em lên những cái dòng mà em hiện có. Thì em mới về được một con siêu phẩm để anh em chiến game. Đây là con Asus ROG Phone 5S nha anh em. Đây, con này thì màu trắng bạc, màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Con này là bản 5G, hàng chính hãng Việt Nam, ngoại hình đẹp keng 99%. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, có 5G. Con này thì chạy con chip Snapdragon 888 Plus nha anh em. Con này thiết kế là để dành cho anh em game thủ. Pin dung lượng cao tới 6.000 lần anh em. Siêu trâu luôn. Đó. Màn hình tần số quét là 144Hz. Anh em chơi game con này là thoại phải nói là hết bài luôn. Pin siêu trâu. Đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đó. Có cái đèn về sau rất là đẹp luôn. Anh em mở lên nó sẽ đèn này chớp tắt rất là đẹp luôn. Con này là hàng chính hãng Việt Nam. Có sẵn CH Play nha anh em. Rồi giá chỉ có 8 triệu 800 nghìn. Có cái box zin kèm theo máy và một cái sạc zin. Zin kèm theo máy luôn, sạc siêu nhanh. Cục sạc này anh em đi mua rất là đắt tiền nha. 4-500 nghìn một cục. Nhưng mà nhiều khi anh em chưa mua được cục sạc zin bóc máy như thế này nha. Đó, hàng chính hãng Việt Nam. Kèm theo cục sạc zin kèm theo máy. Và trong đây thì nó có một cái ốp lưng. Ốp lưng zin luôn. Đây. Đó, ốp lưng zin chưa xài luôn nha. Nói chung con này thì anh em nào đam mê game thì múc ngay thôi. Lâu lâu em mới có được một con ROG Phone. Đó, rất là đẹp luôn. ROG Phone 5S đẹp keng 99%. Giá là 8 triệu 800 nghìn nha anh em. 8 triệu 8. Để qua đây đi chút xíu rồi em làm lại. Rồi, 8 triệu 800. Tiếp theo là con Samsung Galaxy Z Fold 2. Con này màu nâu đồng, hàng chính hãng Việt Nam. Ngoại hình đẹp 98%. Sườn nó có nhâm và phẩy nhẹ. Đây, em quay chi tiết cho anh em xem luôn. Tổng thể khá đẹp nha anh em. Hàng này là hàng chính hãng Việt Nam. Samsung lắp gập đời thứ 2 Galaxy Z Fold 2. 5G, RAM 12GB. Bộ nhớ là 256GB. Con này là chạy con chip Snapdragon 865 nha. Này, hết pin rồi anh em. Màn trong ngoài đẹp nét, không bị trầy xước, không có bị gì hết nha. Em đã kiểm tra rất là kỹ cái dòng Samsung lắp gập này. Cho nên anh em yên tâm về cái màn hình nha. Rồi, con này em bán với giá là 11 triệu 500. Hàng chính hãng Việt Nam thì anh em xài được 2 SIM. Một SIM vật lý và một eSIM. Chạy con chip Snapdragon 865 Plus cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đó. Cầm nắm rất là chắc tay nha. 11 triệu 500. Tiếp theo là con Samsung lắp gập đời thứ 3. Đó, đây là màu đen nha. Bản Galaxy Z Fold 3. Dung lượng maximum luôn, 512GB. Con này thì ngoại hình phải nói là đẹp như là một cái máy mới. Zin 100% nha anh em, chứ không phải là thay vỏ mà nó mới nha. Đó, con máy này là máy tồn kho cho nên hầu như là không có sử dụng. Đó, rất là đẹp luôn, chân sạc mà anh em thấy không? Trắng bóc luôn. Đó, anh em nhìn cái chân sạc là biết có xài nhiều hay là không à. Con này thì ngoại hình đẹp keng 99% luôn, siêu viền mà ngoài vẫn còn nha anh em. Đó, anh em lột ra là phải là keng nét như là một cái máy mới, phục vụ cho anh em, những anh em khó tính nhất cũng phải chọn con này nha. Đó, RAM 12, bộ nhớ 512GB, siêu khủng luôn. Con này chạy con chip Snapdragon 888 nha, hai SIM vật lý, gắn cả hai SIM vào sử dụng. Pin 4400mAh. Không có gì để chơi ở con này luôn nha anh em. Màn 120Hz. Rồi, cuối cùng là mức giá rất là chát nha, 15 triệu 900 nghìn. Đó, máy đẹp, giá con này thì em thấy cũng khá chát. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi anh em. Anh em thích yêu thích sự hoàn hảo thì thêm vài trăm để múc con này. Đó, máy phải phẩy thì bữa nay cũng tầm loanh quanh 15 triệu, 15 triệu 2 rồi. Nó mắc hơn có 7-800 nghìn thôi. Rồi, 15 triệu 9 cho một con máy siêu chất nha. Tiếp theo là con Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, em xin lỗi, em nhấn lộn.
Đây là bản Z Flip 3 hàng chính hãng Việt Nam, bộ nhớ 256GB, ngoại hình đẹp 98%, bản nắp gập nha anh em. Sườn nó có phe phẩy nhẹ, không đáng kể. Đó. Hai màn hình luôn, đây có thêm một cái màn hình nữa nha. Con này thì mặt lưng nó bị xước. Đó, xước lưng. Xước lưng và sườn 98%. Đây, nó có tì ở đây nữa nha. Đó, ngoại hình này 98, ok. Hàng chính hãng Việt Nam thì anh em cũng xài được hai sim, một sim vật lý và một eSIM nha. Con này cấu hình thì cũng giống như con Galaxy Z Fold 3 thôi. Có 5G, RAM 8GB, bộ nhớ 256. Chạy con chip Snapdragon 888 nha anh em. Hai sim luôn, một sim vật lý và một eSIM. Em bán 8.200.000 con này. Bản 128GB thì sẽ rẻ hơn là 500 nha anh em. 7.700.000. Con này thì ngoại hình đẹp, nét scan scan 99% luôn. Đẹp hơn con 256 nha. Đó, màu kem. Đó, màn hình anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Còn miếng dán zin kìa, cổ máy luôn nha. 7.700.000. Tiếp theo là em lên cái dòng Samsung nhỏ S21 5G bản Hàn Quốc màu hồng nha. Ngoại hình đẹp 99% luôn. Con này RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, một sim 5.500.000. Tiếp theo là em có được một con Samsung Galaxy Z Fold 3 tiếp tục nha. Con này cũng là hàng Việt Nam, màu bạc silver. Con này thì bộ nhớ chỉ có 256GB thôi anh em. RAM 12GB. 5G cũng chạy con chip Snapdragon 888 nha. Con này ngoại hình tầm khoảng 98%. Cũng khá là đẹp nha, không có cấn mớp gì nặng. Đó. Phe phẩy nhẹ sườn thôi anh em. Màn hình đẹp long lanh, không ám ố, không xước, không gì luôn. Rất nét luôn nha. Đó, đây. Màn hình nè. Đẹp long lanh, con này em rất là quan tâm về cái màn hình cho nên em đã tuyển lựa rồi. Hai sim vật lý 256GB, màn 120Hz. Con này em bán với giá là 14.500.000 nha. Màu bạc silver siêu nét luôn. 14.500.000. Rồi tiếp theo là em lên cái dòng siêu phẩm đầu bảng của dòng S nha. Đây. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Bản này là RAM 12GB nha anh em, bộ nhớ 256GB. Bản Hàn Quốc anh em cũng xài được hai sim, một sim vật lý và một eSIM. Xài rất là ok luôn, không có bị giới hạn gì hết nha. Ngoại hình thì cái lô này đẹp như là một cái máy mới. Không trầy xước luôn anh em. Chân sạc trắng tinh hầu như là chưa sử dụng luôn. Đó. Ngoại hình rất đẹp nha. Chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 cực kỳ mạnh bây giờ luôn. Ba màu siêu đẹp, màu tím, màu đen và màu trắng. Pin dung lượng cao 5.000. Anh em xài thoải mái cả ngày. Cụm camera 200MP, zoom xa là 100 m, màn 120Hz siêu mượt luôn. Đó. Toàn là hàng A, phục vụ cho những anh em khó tính nhất nha. Rồi, con này em bán với giá là 19.500.000 đồng giá. Bảo hành 3 tháng cho anh em thoải mái sử dụng. Tiếp theo cũng là con S23 Ultra, nhưng mà con này là hàng chính hãng Việt Nam nha. Màu đen, hai sim vật lý, RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB. Ngoại hình đẹp keng span 99 luôn. Con này còn bảo hành chính hãng tới 24 tháng 2 2024. Giá là 21.990.000 nha anh em. Đó, hàng chính hãng Việt Nam thì còn bảo hành cho nên anh em yên tâm sử dụng. Lỗi phải gì thì trung tâm bảo hành của Samsung toàn quốc nó lo cho mình nha. Đó, 21.990.000. Thì em bán thì cũng vẫn có trách nhiệm cho anh em, nếu như anh em không có thời gian thì gửi em để em đi bảo hành. Ok luôn. Tiếp theo là em lên cái dòng Samsung S21 Ultra đang rất là hot hiện tại. Bản này là bản hàng nha anh em, một sim, có 5G. Bản hàng thì bộ nhớ rất là cao, 256GB, RAM thì là 12GB. Đó, ngoại hình con này đẹp 98-99%, không có bị cấn mớp gì hết nha. Sườn nó chỉ xước nhẹ thôi, xước gọi là siêu nhẹ luôn. Đó, không cấn không mớp gì hết nha, nguyên zin 100%. Màn hình đẹp nét, không ám ố, không lưu ảnh gì hết nha. Con này nói chung là rất là hoàn hảo, zin 100% nha anh em. Đó. Thì con này sử dụng cái camera là zoom xa 100 m.
Đó, xài cái viên pin 5000 khá là trâu nha. Màn cũng là Super AMOLED. Màn 120Hz, nó hiển thị thì 2K cộng siêu mượt luôn. Màn hình như là 6,8 inch. Rồi, con này ok, quá là hầm hố. Mức giá của nó là 8 triệu 700 nha anh em. Tặng kèm sạc cáp và bảo hành 3 tháng, anh em yên tâm sử dụng. 8 triệu 700 nghìn. Tiếp theo là em lên một cặp siêu phẩm năm xưa. Đây là con Samsung Note 10 Plus, hàng chính hãng Việt Nam. Thì hàng Việt Nam anh em xài được hai SIM vật lý, rất là tiện lợi. Gắn cả hai SIM vào sử dụng luôn, em còn được hai màu, màu đen và màu bạc đa sắc nha. Giá của cặp này là 6 triệu 400 nghìn. Màn hình đẹp long lanh không ám ố nha anh em. Bút S Pen tiện lợi. Thì cái dòng này, đặc trưng của dòng này là anh em không có xài được cây bút điều khiển camera nha anh em. Do là pin đã hết rồi, hết pin của cây bút, cho nên anh em không xài được cái chụp hình. Viết thì vẫn bình thường nha. Đây, viết thì vẫn bình thường. Đây. Đó, mình thao tác của cây bút là vẫn bình thường. Nó bị lỗi là lỗi cái chụp hình Bluetooth nè. Đó, do là cái bút này hết pin thôi. Mình đổi cái bút zin khác thì vẫn chụp bình thường, nhưng mà cái bút đó mình phải mua, mà mua mắc lắm anh em, tới 300-400 nghìn lần đó. Thì anh em nào muốn xài cái con dòng này, màn hình rất là đẹp nha, lưng có bằng kính rất là sang trọng. Đây camera này đó, dòng này thì cũng rất là đỉnh nha, 1-2 năm nữa chưa lỗi thời nha anh em, rất là ok. Rồi cuối cùng là mức giá là 6 triệu 400 nghìn. Màn hình đẹp không ám ố không lưu ảnh nha, 6 triệu 4. Tiếp theo cái dòng đời, dòng cao hơn Note 10 Plus chút xíu là cái con Note 20 Ultra. Con này là dòng cuối cùng của dòng Note nha anh em. Em về được một cặp màu nâu đồng. Con này thì ngoại hình là zin 100%, máy đẹp tầm khoảng 98% nha. Cặp này em bán với giá là 8 triệu 600 nghìn. Thì cấu hình của con Note 20 Ultra hàng này á, là bản có 5G nha. Ngoại hình đẹp 98%. RAM thì là 12GB, bộ nhớ là 256GB. Chạy con chip Snapdragon 865 Plus nha anh em. Đó, anh em thấy hàng 98% của em nét không? Quay tới đâu là nét nàng nàng tới đó nha anh em. Thì sườn nó chỉ phe phẩy nhẹ thôi, không đáng kể. Nó do là máy cũ đó, qua sử dụng thì để kiếm được một con máy ken nét rất là hiếm nha anh em. Đó, rất là hiếm. Nó sườn này này phẩy xíu, chấm sườn xíu này nè. Đó, anh em thấy không? Quay nhiều khi mà không để ý là không thấy luôn á. Bởi vì em phải quay rất là cận cảnh. Nhờ con Xiaomi này quay bắt nét cận rất là tốt luôn, cho nên anh em rất là thấy rất là rõ nha. Đó. Màn hình đẹp long lanh không ám không ố luôn. Cả cặp này là bản Hàn Quốc nha anh em. Xài được một SIM thôi. Đó, màn 120Hz. Màn đẹp không có bị hở sáng viền cam luôn nha. Rồi, cặp này em bán chỉ có giá chỉ có 8 triệu 600 nghìn thôi. Camera em có dán cho nên không thấy được. Rồi, em review sơ thôi. Màn 120Hz. 8 triệu 600. Samsung Note 20 Ultra. Tiếp theo là cái dòng Samsung S22. Hàng chính hãng Việt Nam, 2 SIM. Con này thì RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chạy con chip siêu mạnh Snapdragon 8 Gen 1 nha. Ngoại hình con này tầm khoảng 98%. Sườn đẹp không cấn không mớp, nó chỉ bị oxy hóa ở cái viền trên xíu này thôi. Đó, rất là khó thấy nha. Rồi, chỉ có thế thôi. Nhỏ gọn, 2 SIM, màn 120Hz. Vân tay âm màn. Đó. Nói chung con này là đầy đủ một chức năng của con flagship nha. Không có khác gì cái con S22 Ultra luôn. Đó, dòng S20 nhỏ, màn hình phẳng. Rất đẹp. Mức giá chỉ có 7 triệu 990 nghìn thôi nha anh em. Khá là ok để anh em sở hữu một con flagship body nhỏ gọn. Flagship của năm rồi. Đó. 7 triệu 990. Rồi, anh em nào mà muốn nó to hơn chút thì lấy cái dòng S22 Ultra. Đây là bản chính hãng Việt Nam. 128GB, có 5G, RAM là 8GB, cũng chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1 luôn nha. Cả hai cây này đều còn bảo hành chính hãng, một con bảo hành tháng 12 tháng 10, một con bảo hành tháng 3 2024. Đó, con tháng 10 thì ngoại hình đẹp 99.
con bảo hành tháng 3 2024 thì sườn nó có phẩy nhẹ một góc ngay cây bút. Nói chung là đây, con bảo hành dài nè, tháng 3 thì nó phẩy nhẹ xíu đây. Hai sim. Nó màn thì cũng là 120Hz, Super AMOLED 2K+, tần số quét cực cao, pin 5000, camera zoom xa là 100x. Rồi, cặp này em lên với giá chỉ có 13.990.000 thôi nha anh em. Hồi nãy em có thanh lý một con 256GB 14 triệu luôn nha. Đó, con này với con kia đồng giá, anh em rất là khó lựa chọn nha. Tiếp theo là em lên cái dòng S21 Plus. Con này cũng là hàng chính hãng Việt Nam nha. Màu bạc silver. Con này thì ngoại hình đẹp 98.5%. Sườn nó có phẩy nhẹ ở chỗ này. Sườn thì nó có hơi chấm sườn xíu đây, phẩy nhẹ sườn. Còn lại thì đẹp hết nha anh em. Nói chung là con máy này khá đẹp. Anh em khó tính thì đánh giá tầm khoảng 98%. Đây là con hàng chính hãng. Anh em xài được hai sim một lý nha. Một gắn cả hai sim vào sử dụng luôn. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Dòng này thì pin rất là trâu nha anh em, 4800mAh. Trâu hơn cái dòng 5000 của S21 Ultra luôn. Đây, camera thuộc nội dạng là siêu sáng, siêu đẹp luôn. Đó, camera thì không có gì để chê luôn nha. Rồi, cuối cùng em bán với mức giá là 7.200.000 nha. Đó, nó mắc hơn hàng Mỹ có 1-200.000 thôi anh em. 7.200.000. Tiếp theo là cái dòng em lên cái dòng Samsung S20 Plus, hàng chính hãng Việt Nam luôn. Con này có 5G, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Cụm camera zoom xa là 30x nha, màn Super AMOLED 120Hz, giá là 5.800.000, ngoại hình đẹp 98%, khá đẹp nha, màn đẹp long lanh luôn, không ám không ố gì hết nha anh em. Đó. Rồi, em bán là 5.800.000, S20 Plus Việt Nam. Samsung S21 Ultra, bản quốc tế Mỹ. Em còn được hai màu, màu bạc và màu đen nha. Cả hai con này đều đẹp keng 99%. Rất là đẹp. Đó, ngoại hình đẹp 99 luôn nha. Thì bản Mỹ, anh em xài được hai sim. Một sim vật lý và một eSIM nha, có 5G, chạy con chip Snapdragon 888. RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB. Cụm camera rất là hầm hố, zoom xa 100x nha, pin 5000, khá trâu. Một ngày anh em sạc một lần là xài cả ngày thoải mái. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, giá thì rất là tốt nha, 8.990.000. Siêu tốt luôn anh em. Tiếp theo là em lên con này cũng khá hiếm thời điểm hiện tại luôn. Đây là con Samsung Note 20 Ultra 5G, hàng chính hãng Việt Nam, hai sim vật lý nha. Con này màu trắng. Đó, mức giá em bán con này chỉ có 9.300.000 thôi anh em. 9.300.000. Ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98-99%. Màu silver anh em xài rất là lâu cũ nha, không có bị cứng móp gì hết. Đó, nãy giờ em quay anh em thấy kiền không? Rất đẹp luôn, màn hình đẹp long lanh, không trầy xước, không ám ố luôn nha. Đây, màn phải nói là siêu đẹp, siêu mịn, không có một tì vết gì ở cái màn luôn. Con này thì hàng Việt Nam, anh em xài được hai sim. Đó, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, chạy con chip là Exynos nha anh em. Pin thì là 4500mAh. Đó, con này chỉ xấu duy nhất là ở chỗ này. Đây, nó có rạn nhẹ ở cái camera. Chỗ này thì cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình mình sử dụng nha. Nhưng mà mình bán thì mình phải quay. Đó, nó chỉ rạn nhẹ ngay cái kính cam thôi. Kính cam này anh em thay thì cũng có vài chục nghìn thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà thôi, em mua sao thì em bán như vậy. Em quay chi tiết cho anh em xem luôn. Anh em về dán miếng da lên đây là thôi, không còn gì để chơi ở con này. Rồi, mức giá là 9.300.000 cho một con hàng khá là hiếm thời điểm hiện tại nha. Đa số là Note 20 Ultra bây giờ chỉ có hàng Hàn và hàng Mỹ thôi. Đó, còn hàng Hàn Quốc thì giá bữa nay rất là cao. Rồi, con này em lên với giá 9.300.000 nha. Tiếp theo là em lên cái dòng nhỏ hơn xíu, dòng Note 20. Con này cặp này là bản quốc tế Mỹ nha anh em, màu nâu đồng, ngoại hình đẹp 98%. Thì bản Mỹ, anh em xài được hai sim, một sim vật lý và một eSIM.
cũng có 5G nha. RAM thì là 8GB, bộ nhớ là 128GB, chạy con chip Snapdragon 865. Ngoại hình con này thì sườn nó có chấm chấm nhâm nhẹ, không bị cấn mớp nha. Đó, màn hình đẹp long lanh không ám ố, chạy con chip Snapdragon 865, bao chiến mọi loại game luôn. Đó, anh em xem. Thiết kế cái màn hình rất là cân đối nha, màn hình phẳng cho nên pin khá tốt. Xài được bullet pen luôn, chụp hình vivo. Rồi, cặp này em bán với giá chỉ có 5 triệu 300 thôi nha. 5 triệu 300 nghìn. Rồi, tiếp theo em lên từ trái qua phải đi. Đây là con Google Pixel 5 128GB. Bản quốc tế, anh em xài eSIM thoải mái, 2 SIM. Máy đẹp 99%, xước xíu viền cam, giá chỉ có 4 triệu 200 nha anh em. Anh em nào đam mê chụp hình thì múc con này nha. Ngoại hình nhỏ gọn, siêu mượt luôn. Đó, chạy thuần Google cho nên rất là mượt. Vân tay sau lưng một chạm nha. 4 triệu 200. Tiếp theo là con iPhone XR màu đỏ. Ngoại hình đẹp 99, pin 87%, xenon nguyên cây. Màn hình nó hơi bị lót nhẹ xíu, không ảnh hưởng gì tới quá trình sử dụng. Rồi, con này giá 5 triệu 500 nha. iPhone 12 Pro Max màu xanh Pacific quốc tế Mỹ, ngoại hình đẹp 98%. Sườn nó có hơi nhâm nhẹ, không cấn không mớp nha anh em. Pin con này pin zin 84%. Đó. Máy iPhone em bán là bao zin non nha. Con nào có thay cái gì thì em sẽ chủ động báo, còn em không có bao gì hết. Không có báo gì hết thì nó là zin 100% nha anh em. Đây, 128GB quốc tế Mỹ, anh em xài được 2 SIM luôn nha. Đó, đầy đủ hết, pin zin 84%, rất là trâu nha. 13 triệu 990 nghìn. Rồi, cái dòng nhỏ hơn xíu là 12 Pro, ngoại hình đẹp 98% luôn. Nguyên zin luôn, pin 83-86%, em còn 2 cây. Giá 11 triệu 800. iPhone XS 64GB màu gold quốc tế Mỹ, pin 80, ngoại hình đẹp 99% luôn. Con này 5 triệu 400 nha. Đó, sau này anh em muốn thay pin thì em hỗ trợ anh em với giá chỉ có 200 nghìn thôi nha. Em còn 3 màu. Màu đen, màu gold và màu silver. Đây, silver 3 màu nha. Rất là đẹp nha anh em. Nhỏ gọn, xài được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Tiếp theo là cái dòng Samsung iPhone 11 Pro Max 64GB. Màu gold siêu đẹp, ngoại hình đẹp 9899. Con này pin cất rất là cao nha, 91%. Giá 9 triệu 900 nghìn. Pin siêu trâu luôn. Đó, anh em cũng xài được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. Tiếp theo là cái dòng Google Pixel 3XL, anh em chữa cháy với giá chỉ có 2 triệu 500 thôi nha. Ngoại hình đẹp tầm khoảng 98-99%. Đó, 64GB, màn hình đẹp luôn. Con này chạy con chip Snapdragon 845 nha anh em. Camera siêu đẹp, màn hình to 6,3 inch. Đó, 2 triệu 500. Tiếp theo là con Xiaomi Mi 10 Ultra, ngoại hình đẹp 98. Con này nổi bật được cái camera là 120x. Rất là xa, giá chỉ có 6 triệu 300 thôi nha. Con này có 5G, RAM thì 8GB. Bộ nhớ là 128GB, chạy con chip Snapdragon 865, cực kỳ là mạnh mẽ luôn. 6 triệu 300 nha anh em. Samsung S10 Lite, RAM 8GB, bộ nhớ 128, 2 SIM, chạy chip Snapdragon 855, ngoại hình 97, 4 triệu 200. LG V60, ngoại hình đẹp keng 99%, không có gì để chê luôn, ngoại hình nét nàng nàng luôn anh em. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, có 5G và chạy con chip Snapdragon 865 nha, 4 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo là em sẽ review cái dòng iPad cho anh em. Đầu tiên là con iPad Pro bản 11 inch. Con này là đời 2018 nha anh em. Con này thì ngoại hình đẹp keng sà beng 99% luôn, có 4G và bộ nhớ là 256GB. Con này có xài SIM nha anh em. Pin cực kỳ trâu luôn, 95%. Con này thì cũng khá là hiếm luôn anh em ơi. Rồi, cái mức giá em bán là 11 triệu 900. Đây, ngoại hình nè, anh em xem.
quay tới đâu là nó sao xuyến tới đó luôn anh em. Có như con này thì ngoại hình không có gì để chê rồi, đẹp. Em không dám như là không dám báo máy mới chứ nó đẹp như là một cái máy mới luôn. Đó, Face ID ok, nguyên zin 100%, tru tâm đầy đủ. Con này thì có 4 loa nha anh em, 4 loa, âm thanh là cực đỉnh luôn. Nói chung cái dòng iPad thì anh em xài rất là sướng, rất là ổn định. Đây, camera đây, nét căng. Rồi, giá nó hơi chát chút xíu nha anh em, 11.900. Con này tại vì nó đẹp quá thì em cũng không có cưỡng lại được cho nên em mua và chia lại cho anh em kiếm một chút đỉnh cà phê thôi. Tặng kèm cho anh em cục sạc 20W nha. À nhầm, cái này thì em phải tặng cho anh em cục sạc 25W của Samsung. Tại vì cái chuôi sạc là cái chuôi TC, cho nên cái em tặng anh em là sạc Samsung nha. Em thử rồi, sạc rất là nhanh chứ không đến nỗi chậm nha anh em. Rồi, con này em bán là 11.900.000. Tiếp theo là em thanh lý con này đi. Con này hổm rày em về 3 đợt iPad này mà con này nó cái cây cuối cùng nó còn lại hoài. Đây là con E3 64GB bản Wi-Fi. Con này ngoại hình thì cũng không đến nỗi đẹp, cũng không đến nỗi xấu, tầm khoảng 98%. Con này màn nó bị lót nhẹ. Em thanh lý con này với giá là 4.900.000 nha. Em giảm 400 luôn. Thanh lý. Màn hình thì cũng rất là đẹp. Đó, ngoại hình hầu như là cũng không có bị cứng mấp gì nặng, phẩy nhẹ thôi. Màn thì đây, rất là sexy luôn. Màn của nó giống như cái con iPad Pro 10.5 nha anh em. Hai bên rất là mỏng, rất là đẹp. Xài cũng con này âm thanh thì hai loa. Đây, con này nó bị lót nhẹ ở chỗ này, nó cái quần nhẹ xíu chỗ này thôi. Đây là bệnh chung của dòng iPad Pro và là iPad Air nha. Đó, con này em bán là 4.900.000, giảm giá cho nó đi luôn cho rồi. Rồi, anh em nào mua cho con đi học, nghe nhạc, xem phim, giải trí thì mút nha, màn rất là to, 4.900.000. Tiếp theo là em lên cái dòng iPad Pro 10.5. Con này thì bản Wi-Fi đẹp keng 98-99%. Em bán với giá là 5.900.000. Màn hình đẹp long lanh, không ám ấu, không ẩn, không lót gì hết nha. Rồi, con này iPad Pro 10.5 inch, bản Wi-Fi 64GB, ngoại hình đẹp 98-99%, 5.900.000 nha anh em. Cũng là iPad Pro 10.5 inch. Con này thì bộ nhớ khủng 256GB. Con này có xài 4G nha, có sim. Đây, cái sóng đây, anh em gắn sim vào xài 4G ok luôn nha. Ngoại hình con này thì đẹp 98%, nó có lót nhẹ. Màn hình lót thì anh em để nền đen thì anh em xài vô tư luôn, không có thấy được cái lót nha. Khi anh em để nền trắng thì anh em mới thấy cái lót nhẹ thôi nè. Nó cũng giống như con E3 thôi, lót nhẹ xíu chỗ này. Này là bệnh chung của cái dòng này rồi. Đó. Rồi, giá em bán là 7 triệu nha anh em. 7 triệu. Tiếp theo là con iPad Pro bản Wi-Fi, bộ nhớ là 128GB. Con này pin cao 90%, em bán với giá là 4.800.000. Nó xấu ở cái lưng thôi nha. Con này xấu ở chỗ mỗi cái lưng nó bị móp. Sườn đẹp keng. Thì iPad anh em xài lúc nào cũng phải có một cái bao da, cho nên ít có anh em nào mà xài trần lắm. Cho nên có thể nói là xấu đẹp thì cũng như nhau thôi. Anh em gắn cái bao da vào thì đẹp xấu thì cũng đâu có ai thấy đâu. Quan trọng là ở cái màn hình. Đó, màn hình là đẹp keng không trầy xước luôn. Rất đẹp nha. Rồi, con này em bán 4.800.000. Rồi, anh em nào mà muốn tiện lợi thì xài một con iPad có gắn sim thì đây là một cặp iPad Pro 9.7 inch, có xài sim và bộ nhớ là 32GB. Ngoại hình đẹp keng hàng A 99%, rất là đẹp. Giá là 5.400.000 nha anh em, 5.400.000. Hàng A thì đây, em quay sơ qua cho anh em xem cái ngoại hình hàng A của em nè, không có gì để chê luôn.
Đó, quay tới đâu là nét tới đó nha anh em. Rất đẹp. Màu hồng và màu bạc silver. Giá 5 triệu 400 nghìn. Bản có xài SIM 4G và bộ nhớ 32GB. Em còn được 3 màu, màu ray, màu hồng và màu silver nha. Rồi, thì con này cũng là hàng A, mà màn nó bị chấm lốt xíu, giảm ngay 400 nghìn. Giá 4 triệu 990 nha. Đây em quay cái lót cho anh em xem. Chỉnh về đen thì dĩ nhiên là không có thấy được cái chấm lót rồi. Đây. Chấm kim như chỗ này thôi. Rồi duy nhất chỉ có một chấm đó thôi. Ngoài ra là đẹp. Đó, chấm nhẹ xíu thôi nha anh em. Mất 400 nghìn. Chỉ còn 490. 4 triệu 990 nghìn. Rồi, con này thì màn đẹp. Không bị lót. Sườn đẹp luôn. Lưng nó xước một đường. Rồi, em bán bằng giá hàng B. 4 triệu 990 nghìn. Rồi, hôm nay em lên cho anh em một số dòng như thế thôi. Thì cuối cùng em cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào có xem clip được clip này thì cho em một follow và một đăng ký kênh để cái kênh của em nó được lan tỏa rộng hơn, để cho nó tiếp cận được với nhiều người. Anh em nào đam mê điện thoại thì ủng hộ nha. Rồi, em nhắc lại, bên em xài hai số điện thoại 0818 60 60 60 và 0902 060 151 nha anh em. Cả hai số này em đều có xài Zalo, và bên em sử dụng duy nhất một số tài khoản là số điện thoại của bên em luôn. Số tài khoản ngân hàng VPBank 0902 060 151. Chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha anh em. Thì địa chỉ của bên em là 178-2 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có ship code COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán tại nhà. Và bảo hành cho anh em là 3 tháng, kể cả phần cứng lẫn phần mềm nha anh em. Đó. Khi anh em mua máy thì sẽ có một cái thẻ bảo hành như thế này đi kèm. Và em sẽ ghi thông tin, số email, giá tiền bao nhiêu, ngày mua, bảo hành như thế nào. Đó, rất là chi tiết, anh em yên tâm sử dụng. Rồi, lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Chúc anh em và gia đình thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Bye bye.